Giá tiêu được chúng tôi cập nhật lúc 4 giờ ngày 12 tháng 10 năm 2024. Kênh cập nhật giá hai lần ngày và đưa thông tin mới nhất đến với người xem. Lưu ý các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch. Giá tiêu hôm nay ngày 12 tháng 10 năm 2024, nhiều khách hàng lớn chưa vội mua thêm, giá tiêu bị kìm hãm. Giá tiêu đen lam bung của Indonesia giảm 0.03% so với ngày hôm qua còn 6.711 đô la tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng muôn to cũng giảm 0.32% so với ngày hôm qua còn 8.974 đô la tấn. Giá tiêu đen Asta 570 của Brazil đi ngang so với hôm qua ở mức 6.750 đô la tấn. Giá tiêu đen Asta của Malaysia giữ nguyên đạt 8.900 đô la tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Asta của nước này cũng đi ngang so với hôm qua đạt 11.200 đô la tấn. Giá tiêu các loại của Việt Nam sau nhiều tuần ổn định bất ngờ giảm mạnh. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 GRL giảm 4.62% còn 6.500 đô la mỗi tấn. Loại 550 GRL giảm 4.41% còn 6.800 đô la tấn. Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam cũng giảm 3.05% còn 9.850 đô la tấn. Sau nhiều tuần giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam giữ ổn định trên thị trường thế giới đã bất ngờ quay đầu giảm mạnh. Qua đó cho thấy giá tiêu thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức. Indonesia, một trong những ông lớn sản xuất hồ tiêu, đã bắt đầu thu hoạch chính từ tháng 7, đưa ra thị trường một lượng lớn hồ tiêu, gây ra áp lực giảm giá lên thị trường. Dự kiến sản lượng hồ tiêu của Indonesia năm 2024 sẽ đạt 85.000 tấn, tăng 5% so với năm trước. Ở Ấn Độ, việc thu hoạch đã kết thúc ở các khu vực phía Nam, dẫn đến việc tồn kho cao và giá tiếp tục giảm. Sản lượng tiêu của Ấn Độ dự kiến đạt khoảng 60.000 tấn trong niên vụ 2023-2024, tăng khoảng 6% so với năm trước. Nguồn cung hồ tiêu dồi dào của Ấn Độ trên thị trường có thể tiếp tục gây áp lực giảm giá. Ngoài ra, nền kinh tế Trung Quốc trong năm 2024 đã đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm tăng trưởng chậm nhu cầu tiêu dùng giảm và khó khăn về dự trữ ngoại tệ. Những vấn đề này đã ảnh hưởng đến mức nhập khẩu chung của Trung Quốc, khi các doanh nghiệp ưu tiên các mặt hàng thiết yếu hơn là các mặt hàng như tiêu, chi tiêu thận trọng và sức mua giảm đã hạn chế nhập khẩu trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả gia vị. Vừa qua, kỳ nghỉ lễ quốc khánh kéo dài 7 ngày, từ ngày 1 đến ngày mùng 7 tháng 10 được nhiều địa phương Trung Quốc tận dụng để kích cầu tiêu dùng, du lịch. Đất nước tỷ dân này tận dụng tuần lễ vàng để khai thác thị trường nội địa rộng lớn. Chính vì vậy, trong thời gian này, các mặt hàng nhập khẩu vào Trung Quốc bị giảm đi và tiêu cũng không phải là ngoại lệ. Qua đó góp phần làm giảm giá tiêu. Cùng với đó là đồng USD tăng cao trong bối cảnh xung đột leo thang ở Trung Đông càng khiến giá tiêu các nước bị ảnh hưởng. Kinh tế thế giới đang không ổn định với lạm phát cao, lãi suất tăng và xung đột địa chính trị, làm giấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu các nhà nhập khẩu hồ tiêu trở nên thận trọng giảm mua hàng để tránh rủi ro, làm giảm nhu cầu và giá hồ tiêu. Các thị trường truyền thống của Việt Nam đã nhập khẩu lượng lớn hồ tiêu trong 9 tháng vừa qua và cũng không vội mua thêm, chờ đợi thị trường. Kho dự trữ của các nhà đầu tư lớn giảm, nhưng dự kiến nhu cầu cuối năm sẽ tăng từ Trung Quốc và châu Âu, có thể làm giá hồ tiêu toàn cầu tăng trong thời gian ngắn. Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm đồng loạt giảm so với hôm qua qua đó đưa mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 145.000 đồng kg đến 147.000 đồng kg. Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk giảm 1.000 đồng kg so với hôm qua còn 147.000 đồng kg. Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai đi ngang so với ngày hôm qua ở mức 146.000 đồng kg. Giá tiêu hôm nay tại Đắk Nông giảm 1.000 đồng kg so với hôm qua còn 147.000 đồng kg. Tại khu vực Đông Nam Bộ, Giá tiêu hôm nay ở Bà Rịa, Vũng Tàu hiện ở mức 146.500 đồng mỗi kg, giảm 1.000 đồng kg so với ngày hôm qua. Đồng Nai cũng giảm 1.000 đồng kg hiện ở mức 146.500 đồng kg. Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Bình Phước giảm 1.000 đồng kg so với hôm qua ở mức 145.000 đồng mỗi kg.